Yo yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình. Mình đây từ đường phố đây mọi người nha. Xin anh em một game hay là chiến cho mình đây từ đường phố đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Chưa vào video cho anh em xem video phải like, share lên kênh những khi phản chiến nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày nay chúng ta sẽ cùng nhau đi săn cốt hốt quà vui chơi sự kiện mới anh em. Để xem là sự kiện mới này ra tới bắt tương mới là anh em chúng ta có gì để chơi và quẩy của anh em nhá. Ok, let's go nào. À, ngoài ra tôi sẽ công bố event tặng thẻ cào của show bên kênh từ đường phố luôn. Ok các bạn nhé. Đầu tiên thì phải nói đó là cập nhật hình ảnh mới rồi anh em. Tướng Reru à, hay là Reru anh em, tùy các bạn đọc. Tôi đọc là Reru hoặc là Reru được tí các bạn nhé. Hơi mang tính hơn 18 cộng tí, nhưng bác nào có cái rổ hay có cái giá rồi mang hứng một cái thì các bạn nặng quá nó níu vào người các bạn. Hè nhìn hết ảnh nhìn của ảnh nó líu người nhìn trong khổ thế nhờ. Sao nó lại có thể rõ lạc như vậy anh em. Ê, bác nào tay chân khỏe ra đỡ hộ em nó cái, nhìn nó đứng nhìn trông tội quá các bạn. Ok, skin thì hôm qua tôi có làm video nói về skin của cháu nó rồi. Nói chung đây là một con tướng hỗ trợ rất là ngon anh em. Đang được bảo là sẽ khả năng sẽ thay mặt chị Robin trong thời gian tới anh em. Như nào chưa biết, nhưng mà đây tôi sẵn sàng để thay chị Robin luôn. Nếu như mà nó ngon thật thì tôi sẽ khả năng thay chị Robin luôn. Ok, giờ chúng ta điểm qua sự kiện trước nha, rồi có bố event. Ok, vì tính chất thời gian công việc không cho phép nên là tôi không loan dinh được tất cả hình ảnh lên anh em. Đó, bây giờ tôi cũng ra sẽ review trực tiếp luôn về sự kiện tuần này. Bình thường thì tôi sẽ đợi ảnh anh em. Bởi vì đợi mấy cái ảnh này thực ra các bạn nhìn vậy thôi, chứ mấy cái ảnh này đợi nó rất là lâu các bạn nhá. Thật sự tôi nói với thật với anh em là đợi mấy các bạn mà để đợi nó cập nhật mấy ảnh này lâu cực kỳ luôn á. Thế nên là hôm nay thì thôi tôi không cập nhật được anh em được tầm nào hay tầm đấy nhá, review luôn. Ok, chúng ta có mừng ra mắt Seru, chúng ta bao gồm có mừng ra mắt tướng anh em. Ồ, vừa thấy cảnh mà lại mất luôn à. Thám hiểu 1B anh em, chúng ta lại dùng na bàn anh em nhá. Đấy, từ các bạn, anh em lại dùng na bàn để mà đi kiếm tướng anh em. Đây. Đua top anh em, chúng ta lại có sự kiện đua top bạn. Này, đua top thì chắc chắn là ui, thẻ tôi nói với em ơi. Bữa nay cái quả đua top này tôi nói thật. Hay ông nào mà nhận được thì đúng đáng được tiền bán gạo. Đấy. Chơi game không thông nói thật, chơi game nó phải như này anh em. Cái này khỏe cho anh em Dubai này. Ngày xưa không có sự kiện này trông thốn ghê á, giờ có tiền đỡ trông hề mình đáng được tiền bán gạo anh em, xứng đáng là làm. Lạp liên tục nhận vì smoke sanji mới cả ấy à. Ô, một lúc hai chị em luôn anh em, ngon này. 6 ngày ngày thứ bảy nhận đấy. Ô, ngon các bạn, nhận được kèm gánh ba này, ngon này, ngon các bạn. Ôi Nami cho mấy quả sự kiện trông được đấy chứ, bù lại bao nhiêu các bạn, ngon lành luôn. Tích lũy ít xem nhận zero anh em. Rồi nạp đây các bạn, chúng ta có xu vòng quậy. Ui hôm nay nó hổ nhanh nhỉ. Rồi chiêu mộ đặc biệt các bạn, lại mốc 150. Ok, vẫn là mốc 150 như thường xuyên thôi. Đây vẫn là mốc 150 của chúng ta anh em. Đây để anh cho nó loan luôn.
Ơi. Mấy tuần vừa rồi cũng vậy mà. Nào. Ok, lại dừng rồi. Thôi bỏ đi anh em. Thế là thức tỉnh Zero anh em đã biết rồi. Thu thập nhân phẩm và X2 hoạt động anh em. Ngoài ra cũng cập nhật Katakuri vào quyển L2 rồi anh em nhé. Và thêm tỷ lệ của Zero vào trong ấy anh em. Ok. Rồi, chúng ta đi công bố event thôi các bạn. Ok đây anh em 11 giờ rồi. Đây, sáng tôi có làm cái quả event tặng gift code thẻ cào su cho anh em đây. Ok, chia sẻ sao chép. Rồi, ok đi công bố lại anh em. Rồi, tiếp tục. Hôm qua thì tôi ở cái video ngày hôm nay tôi có đặt ra câu hỏi cho anh em, đó là khi ra khỏi đảo, khi giờ đi thì xanh tóc tứ hoàng xanh tóc đỏ đã để lại cái gì cho Luffy anh em. Ok thì các bạn cũng biết rồi, đó là một cái mũ cối to đoành. Nguyên liệu là làm bằng rơm các bạn, nên người ta gọi là mũ rơm anh em nhá. Đó. Ok. Let's go nào. Chào anh, ok, chào sang sang nha. Quay lại là Trần Đức Anh à. Ok. Nhân vật này may mắn đấy nhỉ, hai hôm liên tiếp rồi anh em. Không biết là bạn này hôm nay có tham gia đầy đủ không? Ok, chúc mừng em nhá, hai hôm liên tiếp đều nhận được thẻ cào của gốc hồ sơ bên kênh anh em theo. Huầy voucher rất là may mắn luôn anh em, 2 ngày nhận ngay 2 cái code thẻ cào của sổ quá ngon rồi các bạn. Ok, quay trở lại với game anh em. Tí mà thì bạn ấy thì nhanh rồi nên tôi không cần nói nhiều. Tí nữa thì bạn ấy check out đầy đủ thông tin qua cho tôi thôi. Ok, hôm nay thì tôi sẽ đi hốt hết cái đống dương này luôn các bạn ơi. Còn chần chờ gì nữa mà không mà lem thôi nào. Ok, đồng ý. Một cái. Hai. Luôn các bạn, tầm này là không ngao ngán gì hết các bạn ạ, chỉ sợ không có form đồ để nâng thôi. Đó, có là lên ngay anh em, không không ngao ngán gì hết, lên luôn ngay và luôn cho nóng các bạn, lên ngay và luôn cho nóng. Ô vừa đủ lên E4 à, thế là cũng ra trận được rồi các bạn. Đấy, thời đại của các chơi con tinh mới đây rồi anh em. Đấy, thay mặt các bố già các kiểu thôi chứ tầm này chờ đợi gì nữa. Nó là đấu sĩ à, đấu sĩ nhưng tôi có 2 bộ bên này anh em, à một bộ thôi à, một bộ thôi các bạn. Ok từ từ tôi kiểm tra lại đồ đã, lâu lắm rồi mình tôi cũng chưa đi đổi trang bị nhờ, tính ra lâu lắm rồi tôi cũng không đổi trang bị đấy anh em. Đấu sĩ anh ba đang mang 1 bộ rồi, bố già cũng đang mang 1 bộ. Ok thế thì tạm thời cho anh cứ phải mang tạm bộ này đã anh em, tính sau vậy. Bùn đá.
Bún đá. Ok xem nào, sai tạo món nào giờ. Dùng tạo món này đi. Cháu này là công công chuyên thủ à, không phải. Rồi, cứ pun công cho nó đã tính sau anh em. Rồi. Ok. Để mai tính toán xem hủy cháu nào để cho nâng cái này lên nữa anh em. Tạm thời đây đi. Rồi, giờ thì nâng cho anh ba cái này. Ui. Được của nó các bạn. Lên 70%. Ok, hai cháu tô, một cháu nữa tối đa nhá. Giờ đi kiểm tra dầu đen tối đa chưa? Dầu đen này chưa tối đa các bạn. 60. Ok, dầu đen chưa tối đa. Dầu đen tầm này có lâng nữa không ta? À ừ, đấy đi, đằng nào cũng phải lâng cho Kata ấy nhỉ. Còn hơn 200 quyển thôi thì nâng cái lâng cho dầu đen đấy anh em, tạm thời thì cái lâng cho dầu đen đi, Kata tính sau bạn. Vì thời điểm hiện tại thì tôi như Kata cũng chưa thể ra trận ngay được. Dù rằng rất là ngon đấy nhưng mà chưa ra trận ngay được anh em, chưa thể nào hút được ngay được. Ok, dầu đen lên chỉ số hôm nay, cho lên chỉ số đi. Bên nộn các bạn, lên chỉ số chứ. Bên này. Ồ, không put công được. Rồi, 3 triệu 2 anh em, thêm trong nữa. Rồi, Kata đâu? Bắt đầu đẩy cho Kata lên luôn các bạn. Đấy, đẩy cho Kata lên dần luôn. Đó, giờ cấp dần, ấp dần. Từng mới thêm thì bắt đầu đẩy thằng cú đi. Chắc sắp tới vứt tem đồ Flamingo đi à? Nếu mà vứt đồ Flamingo đi thì phải lâng được cho cú. Ờ, vội quá rồi anh em. Nù, tôi chưa lâng được. Mình vẫn cứ bị nóng vội các bạn. Nhưng thôi kệ đi, tính sau ạ. Ok, cứ để phía sau tính sau anh em. Trước mắt thì cứ nhảy đá đi tính... Thôi cứ bỏ đi các bạn, tính sau. Để cứ để phía sau, lo gì. Giờ như này cũng là ok rồi còn đâu nữa anh em. Quá ok rồi còn đến đâu nữa. Đó, hôm nay mở form là cái đẩy luôn lên E4 rồi. Ngon lành. Cầm đồ lên nào. Lên. Rồi. Sương sương, triệu tư. Haki à, công tầm này cần gì mấy cái đấy anh em. Rồi, rồi ok đấy, rồi cũng được của nó anh em, tạm thời ổn. Thêm nhân vật nữa về, ok có gì hot tôi sẽ quay bạn coi. Còn đâu giờ thì hôm nay tạm thời là đá anh em nhé. Clip tôi chỉ kết thúc anh em tại đây, hẹn gặp mọi người clip tiếp theo. Giờ thì